Tính đến ngày 26 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm nhanh hơn 600.000 người và phát hiện 19.400 mẫu dương tính. Tỉnh Bình Dương ngày 26 tháng 8 đã công bố danh sách số điện thoại đường dây nóng sau khi có người dân treo biển cần hỗ trợ. 512 tỉnh miền Tây Nam Bộ một tuần qua ghi nhận số ca F0 tăng gấp đôi hoặc hơn so với 7 ngày trước đó. Trong bối cảnh đất nước đối mặt với khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng. Quốc hội Triều Tiên sẽ tổ chức cuộc họp đặc biệt vào ngày 28 tháng 9 để thảo luận về chính sách kinh tế. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết lực lượng phòng vệ biển đã tổ chức cuộc tập trận cùng tàu sân bay SMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh trên vùng biển phía nam quần đảo Okinawa. Tại Trung Quốc, thanh trừng đồng minh ở tỉnh Chiết Giang đã khiến cả nước phải rung mình sau nhiều lần lên kế hoạch, Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết nước này sẽ đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào chương trình giảng dạy từ cấp tiểu học vào năm học mới. Theo đánh giá của ngoại giới, việc phổ cập tư tưởng Tập Cận Bình sẽ trực tiếp đóng cửa tầm nhìn và tư duy của thanh thiếu niên Trung Quốc. Quý vị đang theo dõi tin tổng hợp tối ngày 26 tháng 8 của Đài Cần Hà TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là phần tin trong nước. Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 8 cho biết đã phát hiện hơn 19.400 mẫu dương tính trong tổng số hàng trăm ngàn mẫu xét nghiệm. Từ ngày 23 tháng 8, thành phố Chí Minh đã triển khai cho người dân tự lấy mẫu xét nghiệm tại nhà và triển khai xét nghiệm diện rộng trên toàn thành phố, trong đó tập trung tại các khu vực có nguy cơ cao, vùng cam và rất cao vùng đỏ, với mục tiêu nhanh chóng tìm được các ca F0 trong cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai 10 xe xét nghiệm rt -PCR lưu động xuống tại 10 quận huyện. Do vậy mà trong 2 ngày qua, số ca F0 được phát hiện tăng cao. Tổng số mẫu xét nghiệm nhanh đã thực hiện là 619.553 mẫu, trong đó có 19.484 người dương tính, chiếm 3,1% số mẫu xét nghiệm. Về tiêm vaccine, đến nay thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 5,3 triệu người được tiêm mũi 1 và 223.026 người tiêm mũi 2. Ngày 26 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid tỉnh Bình Dương công bố danh sách số điện thoại đường dây nóng trên địa bàn tỉnh. Trước đó đã xảy ra sự việc hi hữu trong chuyến kiểm tra của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Bình Dương ngày 24 tháng 8. Khi đi qua một dãy trọ trong khu dân cư Thuận Giao, thành phố Thuận An, ông Đam thấy người dân treo biển cần hỗ trợ nên đã tới hỏi thăm thì người dân cho biết mong được hỗ trợ lương thực vì đã không được đi chợ 4 ngày rồi. Có mặt tại hiện trường, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi hỏi bà con có biết tổng đài 10220? Bà con đáp, có gọi nhưng tổng đài bận suốt. Bình Dương đang chuẩn bị cho tình huống tỉnh có thêm 50.000 ca F0 trong 2 tuần tới. Với tổng số F0 có thể lên tới 150.000 người, tới hết 25 tháng 8 Bình Dương hiện có 81.182 ca. 5 trong 12 tỉnh, miền Tây Nam Bộ một tuần qua, ghi nhận số ca F0 tăng gấp đôi hoặc hơn so với 7 ngày trước đó. Trước đó tiền Giang ghi nhận số ca nhiễm tăng 2,5 lần, trung bình 400 đến 700 ca một ngày. An Giang tăng 1,7 lần, Kiên Giang tăng hơn 2 lần, Cần Thơ và Đồng Tháp ghi nhận 100 đến 200 ca một ngày. Còn 3 tỉnh Hậu Giang, Cà Mau và Bạc Liêu dưới 20 ca một ngày. Thông tin này được nêu trong cuộc họp trực tuyến giữa Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên với lãnh đạo 12 tỉnh phía Tây Nam Bộ vào chiều 25 tháng 8. Sau một tuần triển khai các biện pháp kiểm soát dịch, khu vực Tây Nam Bộ đã phát hiện hàng loạt ca F0 trong cộng đồng, có tỉnh lên tới 90% Điều này chứng tỏ rằng nguồn lây đang rất lớn và có thể bùng phát trong thời gian tới. 12 tỉnh Tây Nam đặt mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 25 tháng 8. Tuy nhiên đến nay, chưa địa phương nào ở đây quyết định dừng thực hiện chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh. Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa quyết định điều giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 26 tháng 8. Cụ thể, xăng 92 giảm 607 đồng 1 lít, có giá bán lẻ không cao hơn 19.891 đồng một lít. Xăng 95 giảm 550 đồng 1 lít, có giá bán 21.131 đồng 1 lít. Tương tự các mặt hàng dầu cũng giảm từ 350 đồng đến 506 đồng 1 lít tùy loại. Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, biến chủng mới của dịch bệnh Covid làm các nước phải tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế đi lại cùng với việc đồng USD tăng giá, đã khiến xăng dầu thế giới có xu hướng giảm trong tuần giữa tháng 8. Nối tiếp chương trình sẽ là phần tin quốc tế. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin Quốc hội Triều Tiên sẽ nhóm họp vào ngày 28 tháng 9 để thảo luận về chính sách kinh tế và các vấn đề khác. Trong bối cảnh đất nước đối mặt với khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng, truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 26 tháng 8 đưa tin về cuộc họp được triệu tập đặc biệt của Hội đồng Nhân dân tối cao. Theo KCNA, chương trình nghị sự bao gồm sửa đổi và bổ sung kế hoạch kinh tế quốc gia cũng như các luật liên quan đến phát triển thành phố và đất nước, giáo dục và tái chế. Quyết định triệu tập, quốc hội được đưa ra tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Thường vụ SPA hôm 24 tháng 8. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ước tính rằng nền kinh tế của Triều Tiên đang chịu tổn hại nghiêm trọng nhất trong 2 năm qua, khi nước này liên tục bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, cùng với các biện pháp đóng cửa, đề phòng Covid và thời tiết xấu. Vào tháng 6, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, đất nước phải đối mặt với tình hình lương thực căng thẳng với lý do đại dịch và các cơn bão năm ngoái. Đầu năm nay, ông Kim nói rằng tình trạng kinh tế hiện tại của đất nước tương tự như những năm 1990, khi miền Bắc đối mặt với đói nghèo cùng cực và ông kêu gọi người dân chuẩn bị cho một cuộc chiến khó khăn hơn. Nhật Bản đã bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận những người Afghanistan làm việc cho Đại sứ quán và tổ chức viện trợ của nước này, một sự mở cửa hiếm thấy cho những người tị nạn chiến tranh. Tokyo trong tuần này đã cử một máy bay vận tải của lực lượng phòng vệ đến sơ tán công dân Nhật Bản và nhân viên địa phương tại Đại sứ quán và các cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản ở Afghanistan. Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch ban đầu cho phép những nhân viên Afghanistan này và gia đình của họ ở lại Nhật Bản trong tối đa 90 ngày vì lý do nhân đạo và sau đó sẽ cấp thị thực cho phép họ ở lại và làm việc tại Nhật Bản trong tối đa 5 năm. Có ước tính trong chính phủ Nhật Bản rằng khoảng 500 người có thể đủ điều kiện cho chương trình. Cơ quan dịch vụ và di trú của Nhật Bản thường cấp tư cách pháp nhân cho người tị nạn trong 5 năm đầu tiên, sau đó họ có thể đủ điều kiện để cư trú dài hạn sau khi gia hạn, miễn là họ đáp ứng các nghĩa vụ nhất định như sống ở Nhật Bản ít nhất 5 năm. Điều này sẽ mở ra cánh cửa cho sự cư trú lâu dài. Nikkei Asia ngày 26 tháng 8, dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết lực lượng phòng vệ biển GMS DF đã tổ chức cuộc tập trận cùng tàu sân bay SMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh trên vùng biển phía nam quần đảo Okinawa. Hải quân Mỹ và Hà Lan cũng tham gia cuộc tập trận trong một cuộc phô diễn lực lượng nhằm chống lại sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Đội hình tập trận gồm tàu sân bay SMS Queen Elizabeth, tàu khu trục SMS Defender, SMS Ken của Hải quân Hoàng gia Anh, tàu đổ bộ tấn công USS America Tàu khu trục USS George Sullivan và tàu đổ bộ có sàn đáp cho trực thăng USS New Orleans của Hải quân Mỹ. Một yếu tố quan trọng của cuộc tập trận là việc triển khai các tiêm kích tàng hình F-35B trên tàu sân bay SMS Queen Elizabeth và tàu đổ bộ tấn công USS America của Mỹ. Nhật Bản đang mua những chiếc F-35B có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng để tăng cường phòng thủ ở quần đảo Nansei, những hòn đảo này chỉ cách Đài Loan một đoạn ngắn có ít đường băng đủ dài cho nhiều máy bay chiến đấu. Cùng tập trận kết thúc bằng màn trình diễn đội hình với tàu sân bay, tàu đổ bộ và tàu khu trục thăng dẫn đầu, theo sau là các tàu khu trục làm nhiệm vụ hộ thống. Biết rất ít người Palestine ở bờ Tây bị chiếm đóng được lên máy bay, một cặp song sinh đã quyết định mang đến cho mọi người một trải nghiệm tuyệt vời. Hãng tin AP cho hay, ông Khamid Asairafi và anh trai là Ata, 60 tuổi, đã chuyển đổi chiếc Boeing 707 cũ thành quán cà phê và nhà hàng cho cư dân ở khu vực. Sau nhiều năm đầy nỗ lực, hai anh em ông đã khai trương nhà hàng và quán cà phê hàng không Palestine Jordan A Sarafi vào ngày 21 tháng 7. Chiếc máy bay này từng có một lịch sử lừng lẫy. Nó đã được chính phủ Israel sử dụng từ năm 1961 đến năm 1993 và chở thủ tướng khi đó là ông Menachem Begin đến Hoa Kỳ vào năm 1978 để ký thỏa thuận hòa bình lịch sử của Israel với Ai Cập. Hai anh em Khamis và Ata đã mua lại máy bay này với giá 100.000 USD vào năm 1999 và họ chi thêm 50.000 USD cho giấy phép sở hữu và vận chuyển nó đến bờ Tây và xin cấp phép cải tạo mục đích sử dụng. Các gia đình, bạn bè và các cặp đôi hẹn nhau tới đây thưởng thức, thức uống trong quán cà phê bên dưới thân máy bay. Nhiều người khác đến để chụp ảnh trong khoang máy bay với mức giá khoảng 1,5 USD mỗi người. Chính phủ Hoa Kỳ hôm 25 tháng 8 cho biết sẽ cùng với các công ty công nghệ lớn để đưa ra các hướng dẫn mới nhằm cải thiện tính bảo mật của chuỗi cung ứng công nghệ, khi tòa Bạch Ốc kêu gọi các giám đốc điều hành khu vực tư nhân nâng cao mức độ an ninh mạng. Tại cuộc họp ở tòa Bạch Ốc với tổng thống Joe Biden diễn ra hôm thứ tư theo giờ địa phương, các giám đốc điều hành từ Big Tech, ngành tài chính và các công ty cơ sở hạ tầng cho biết, họ sẽ làm nhiều hơn nữa để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng của các cuộc tấn công mạng đối với nền kinh tế Mỹ. Sau cuộc họp, tòa Bạch Ốc cho biết Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia sẽ làm việc với các doanh nghiệp và các đối tác khác về các hướng dẫn mới nhằm xây dựng công nghệ an toàn và đánh giá tính bảo mật của công nghệ, bao gồm cả phần mềm nguồn mở. An ninh mạng đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của chính quyền Biden sau một loạt các vụ tấn công mạng nhằm vào một số công ty như SolarWinds, Colonial, Palai, Kaseya. Những tổn hại mà các cuộc tấn công mạng gây ra không chỉ dừng lại ở mức độ gây ảnh hưởng cho các doanh nghiệp đơn lẻ mà nó còn ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nhiên liệu và thực phẩm của Hoa Kỳ. Thưa quý vị và các bạn, vào hôm 21 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, Bí thư Thành ủy Hàng Châu, ông Chu Giang Dũng, bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Nikkei cây đưa tin, ông Chu, 53 tuổi, được cho là nội gián của phe chiết giang đầy quyền lực của Chủ tịch Tập Cận Bình. Phe cánh tả này còn được gọi là cánh quân chiết giang mới. Trong khi, chi tiết về các cáo buộc chống lại ông Chu vẫn chưa rõ ràng, dư luận đã ngay lập tức kết nối các điểm nghi vấn. Thành phố Hàng Châu nói riêng và tỉnh Chiết Giang nói chung là hai nơi đặc biệt vì hai lý do. Thứ nhất, Hàng Châu là cơ sở chính trị của ông Tập. Các cơ quan hàng đầu hiện nay của thành phố trực thuộc Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải và Trung Khánh đều là cấp dưới của ông Tập từ thời ông còn ở Chiết Giang. Họ thành lập cánh quân Chiết Giang mới. Một số chuyên gia chính trị đã dự đoán với tư cách là một nhà lãnh đạo thế hệ tiếp theo đầy truyền vọng của phe Chiết Giang, ông Chu sẽ sớm được thăng chức chủ tịch của tỉnh khác. Thứ hai, Chiết Giang được biết đến là nơi sản sinh ra các công ty tư nhân của đất nước. Khu vực này đã đạt được sự phát triển, kinh tế tự cường mà không phụ thuộc vào các công ty nhà nước hoặc các cơ quan hành chính. Tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Trung Quốc Alibaba có trụ sở chính ở Hàng Châu. Ông Chu thân thiết với người sáng lập tập đoàn Alibaba Jack Ma. Do nền kinh tế Hàng Châu phụ thuộc rất nhiều vào Alibaba nên không có gì ngạc nhiên khi ông Chu lại có liên hệ chặt chẽ với Jack Ma. Vào ngày 17 tháng 8, 4 ngày trước khi công bố cuộc điều tra ông Chu, ông Tập đã có một bài phát biểu quan trọng sẽ có tác động đến tương lai của Trung Quốc. Phát biểu tại Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc là lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng của ông Tập sau kỳ nghỉ hè. Trong kỳ nghỉ này, ông và các nhà lãnh đạo đương nhiệm được cho là đã gặp các quan chức đã nghỉ hưu tại Cổ họp Bắc Đới Hà, thường niên tại khu nghỉ mát bên bờ biển ở tỉnh Hà Bắc. Tập đã sử dụng thuật ngữ thịnh vượng chung với 15 lần. Nhân danh thịnh vượng chung, ông tuyên bố sẽ mở rộng quy mô của nhóm thu nhập trung bình tăng thu nhập của nhóm thu nhập thấp và điều chỉnh thu nhập quá mức, bao gồm thông qua hệ thống thu thuế và phân phối thu nhập 3 giai đoạn. Những ẩn ý nhắm vào mục tiêu người giàu đi ngược lại chính sách để một số người làm giàu trước của cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Đặng Tiểu Bình và báo hiệu một sự dễ trái rõ ràng đối với xã hội Trung Quốc. Điểm quan trọng là Chiết Giang đã được chỉ định là khu vực kiểu mẫu để đạt được sự thịnh vượng chung này. Tập biết rất rõ về Chiết Giang và Hàng Châu, ông ta có thể hình dung ra một viễn cảnh trong đó, công chúng nhận ra rằng các công ty tư nhân có ưu thế chi phối sẽ không còn quyền lực thêm nữa. Điều này có thể sẽ diễn ra ở Hàng Châu trước và sau đó là trên khắp cả nước. Đó là lý do tại sao Triết Giang, nơi có nhiều công ty tư nhân lớn, được chọn thay vì Bắc Kinh, thành trì của các công ty nhà nước, để làm khu vực tiểu mẫu cho sự thịnh vượng chung. Để theo đuổi người giàu, không thể có chuyện chính quyền địa phương Hàng Châu cấu kết với các công ty mục tiêu lớn. Cuộc điều tra Chu Giang Dũng có thể là một nỗ lực để chứng tỏ sự nghiêm túc của việc đổi hướng xã hội. Mặc dù cuộc tranh chừng một người trong cuộc có thể gây đau đớn cho phe nhóm. Về phần Chu, có khả năng là ông đã tính toán sai khoảng cách phù hợp giữa các nhà lãnh đạo chính trị và các công ty tư nhân. Một tờ báo Hồng Kông đưa tin cáo buộc rằng gia đình Chu Giang Dũng đã mua lại cổ phần của An Group, chi nhánh tài chính của Alibaba trước khi công ty phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. An Group đã đưa ra một tuyên bố vào tối chủ nhật, một ngày sau thông báo điều tra ông Chu phủ nhận dứt khoát việc gia đình ông Chu bị cáo buộc mua cổ phần công ty. Cựu trình án Hồng Kông, Jeff kêu gọi các luật sư tiếp tục lên tiếng vì một nhà nước pháp quyền, nói rằng đó là nghĩa vụ công chứ không phải chính trị. Vì các luật sư đã chọn một hội đồng để quản lý nghề nghiệp của họ, bị che khuất bởi luật an ninh quốc gia do Trung Quốc áp đặt. Ông Jeff Ma đã đưa ra nhận xét của mình trước hàng trăm thành viên của Hiệp hội luật vào thứ Ba, và sau đó trình bày bản ghi của các bài phát biểu để trả lời các câu hỏi. Các quan chức chính phủ cấp cao do Giám đốc điều hành Kadiram đứng đầu và các phương tiện truyền thông ủng hộ Bắc Kinh đã cảnh báo công chúng chống lại chính trị cáo buộc một số ứng cử viên thiên vị mà cho biết rằng nhiệm vụ của luật sư thuộc về cơ quan tư pháp và cơ quan hành chính của cơ quan này. Ông nói, vị trí đầu tiên trong số các trách nhiệm thuộc về lợi ích cộng đồng và ủng hộ nhà nước pháp quyền. Nhà nước pháp quyền không phải là một khái niệm chính trị, đó là một khái niệm dựa trên chính luật pháp và tinh thần của nó. Điều này có nghĩa là các thẩm phán sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình mà không sợ hãi, không vì lợi ích thành kiến hay tư lợi. Ông nói và nói thêm rằng, công lý và bình đẳng trước pháp luật là chính những phẩm chất quyết định công lý. Chính quyền Hồng Kông đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận. Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết nước này sẽ đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào chương trình giảng dạy từ cấp tiểu học trong năm học mới. Theo truyền thông Đại lục, việc đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào sách giáo khoa vào mùa học mới yêu cầu phải thực hiện bao qua toàn Trung Quốc. Học sinh phải học tư tưởng Tập Cận Bình từ cấp tiểu học đến các trường đại học và viện nghiên cứu. Điều đáng chú ý là tư tưởng Tập Cận Bình không hề phải là một khóa học riêng lẻ, mà là được tích hợp vào tất cả các khóa học chuyên môn, dần dần hôn đúc cho các thế hệ học sinh. Hiện tại, loại sách giáo khoa tẩy não này đã được tổ chức biên soạn cho các trường đại học, trung học cơ sở và tiểu học. Đây được báo chí nước ngoài và cư dân mạng đánh giá, là chính sách mới tẩy não thanh thiếu niên, đào tạo thế hệ đối tượng cộng sản mới. Mục đích của việc tích hợp tư tưởng tập cận bình trong tài liệu giảng dạy và trong lớp học là để hình thành hệ tư tưởng ủng hộ các nhà lãnh đạo đảng và thừa nhận chủ nghĩa cộng sản. Chiến dịch tẩy não toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm làm cho người Trung Quốc mất đi tinh thần suy nghĩ độc lập ngay từ nhỏ, chỉ có thể hấp thụ tinh thần đỏ, cuối cùng khiến Trung Quốc khuất phục trước Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng là để đối phó với việc toàn thế giới truy cứu trách nhiệm và ly khai Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp tới đây. Truyền thông Đài Loan bình luận, các lệnh cấm là áp dụng cho trò chơi trực tuyến, hâm mộ thần tượng, học phụ đạo và thi tiếng Anh của các trường tiểu học Thượng Hải, còn được phổ cập chính là tư tưởng Tập Cận Bình. Không phải Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố gắng giảm bớt gánh nặng cho học sinh sao? Bây giờ, tư tưởng Tập Cận Bình đã trở thành khoa học bắt buộc, không phải là tự mâu thuẫn với mình sao? Một bài bình luận trên Twitter có nội dung, xem ra Việc giảm bớt gánh nặng học hành là giả, còn việc bị bịt mắt, bịt tai và tẩy não là làm thật. Việc phổ cập tư tưởng Tập Cận Bình sẽ trực tiếp đóng cửa tầm nhìn và tư duy của thanh thiếu niên Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, quân đội Triều Tiên bị cáo buộc đã bắn ít nhất một công dân Trung Quốc vì đánh bắt cá trái phép trong vùng lãnh hải nước này vào năm 2015. Theo các tài liệu của chính phủ mà The Epoch Times mới có được, các nhà chức trách Trung Quốc đã che giấu sự việc này trước công chúng. Chính quyền thành phố Đan Đông đã đưa ra các báo cáo trong năm 2015 và 2016 liên quan đến các cuộc tấn công ngư dân Trung Quốc của binh lính Triều Tiên. The Epoch đã có được những tài liệu này từ một nguồn đáng tin cậy, người đã yêu cầu giấu tên do lo ngại về bảo mật. Thành phố Đan Đông nằm ở tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc, là thành phố lớn nhất giáp với Triều Tiên, bị chia cắt bởi sông Áp Lục. Bên kia con sông là thành phố Sinuchu của Bắc Triều Tiên. Các quan chức Trung Quốc cho biết Do nguồn thủy sản ở vùng biển xa bờ của Trung Quốc đang cạn kiệt, một số cư dân Trung Quốc thực hiện các hoạt động đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển của Triều Tiên. Tài liệu năm 2015 cho biết, cho đến thời điểm này, trong năm nay, quân cảnh Triều Tiên đã bắt giữ 14 tàu đánh cá và 73 thành viên thủy thủ đoàn của chúng tôi trên biển sông Yalu. Tài liệu này mô tả đây là một sự gia tăng đáng kể so với dữ liệu từ năm trước. Các nhà chức trách thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc hiếm khi xác nhận hoặc phản hồi về tin đồn cư dân biên giới Trung Quốc bị quân đội Triều Tiên bắt giữ hoặc thậm chí bị giết chết. Và các nhà chức trách đã cảnh cáo các nhà báo Trung Quốc về việc đưa tin những vụ việc như vậy. Một phóng viên của kênh truyền hình Phonit TV có trụ sở tại Hồng Kông đã đưa tin về vụ việc quân đội Triều Tiên cướp tàu đánh cá của Trung Quốc vào ngày 8 tháng 5 năm 2012. Sau đó, ông đã được chỉ thị từ cả chính quyền Bắc Kinh và Hồng Kông phải ngừng đưa tin về các ngư dân Trung Quốc bị bắt giữ. Theo bài viết của ông trong một blog vào ngày 25 tháng 5 năm đó, 28 ngư dân Trung Quốc trên các thuyền này cuối cùng đã được trả tự do và trở về Trung Quốc. Nhà bình luận các vấn đề Trung Quốc có trụ sở tại Hoa Kỳ là ông Li Lin cho biết, mặc dù thực tế là chế độ Kim ở Triều Tiên thường giết những người tiền tuyến của Trung Quốc, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ quy trách nhiệm cho Triều Tiên, và trong hầu hết các trường hợp đều giấu kín chuyện này với người dân Trung Quốc. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp tối của DKN Đế TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.